Vừa qua, câu lạc bộ học cờ cùng kiện tướng chính thức ra mắt chương trình hệ thống cờ vua sáng tạo. Chương trình được thiết kế trong 2 năm với 8 môn học, thời lượng 3 giờ mỗi tuần. Ngoài ra, vào các ngày chủ nhật đầu tiên trong tháng, lớp sẽ tổ chức thành những ngày hội thực hành, vui chơi, thi đấu để rèn luyện bản lĩnh và ý chí, đồng thời phát triển kỹ năng giao tiếp, thực hành ứng dụng cờ vua vào cuộc sống. Đối tượng tuyển là các em học sinh bậc mầm non và tiểu học từ 6 đến 12 tuổi. Với chương trình này, việc học cờ vua không chỉ dừng lại ở dạy các em biết chơi cờ, mà lấy việc chơi cờ làm nền tảng cho việc giáo dục nhằm phát triển toàn diện và hoàn thiện.